hoặc là quá khứ dùng nhất thiết trí huệ phương tiện thiện xảo giáo hóa thành thục. Nếu ai thấy được thần lực đó của Phật đều do căn lành thuở xưa của Tỳ Lô Giá Na Như Lai nhiếp thọ tất cả chúng sinh đó, cho nên họ mới thấy được thần lực của Phật, hoặc thuở xưa đã từng dùng bốn pháp nhiếp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự để nhiếp thọ tất cả chúng sinh, hoặc là thuở xưa đã từng thấy Phật, đã nghe Phật thuyết pháp, nghĩ nhớ tới Phật, gần gũi Phật, căn lành đã thành thục, hoặc là thuở xưa Phật Tỳ Lô Giá Na đã giáo hóa họ, khiến cho họ phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, hoặc là thuở xưa ở trong đạo tràng của chư Phật đồng gieo trồng căn lành, hoặc là quá khứ Phật dùng nhất thiết trí huệ pháp môn phương tiện thiện xảo giáo hóa thành thục, cho nên đều nhập vào được tam muội thâm sâu không thể nghĩ bàn sức đại thần thông tạo pháp giới tận hư không giới của Như Lai, hoặc nhập vào pháp thân, hoặc nhập vào sắc thân, hoặc nhập vào hạnh thành tựu thuở xưa, hoặc nhập vào các bà la mật viên mãn, hoặc nhập vào hạnh luân trang nghiêm thanh tịnh, hoặc nhập vào các địa bồ tát, hoặc nhập vào sức thành chánh giác, hoặc nhập vào tam muội không khác biệt đại thần thông chỗ trụ của Phật, hoặc nhập vào lực Như Lai trí vô úy, hoặc nhập vào biển biện tài vô ngại của Phật. Bởi nguyên nhân đó cho nên họ đều nhập vào được tam muội thâm sâu không thể nghĩ bàn sức đại thần thông tạo pháp giới tận hư không giới của Như Lai, hoặc nhập vào pháp thân Phật, hoặc nhập vào sắc thân Phật, hoặc nhập vào hạnh thành tựu thuở xưa, hoặc nhập vào các pháp bà la mật viên mãn, hoặc chứng nhập vào hạnh luân tu hành trang nghiêm thanh tịnh, hoặc chứng nhập vào các địa bồ tát khác nhau, hoặc chứng nhập vào bậc thành chánh giác, hoặc nhập vào pháp môn tam muội không khác biệt đại thần thông biến hóa chỗ trụ của Phật, hoặc chứng nhập vào 10 lực của Như Lai và bốn trí huệ vô úy, hoặc chứng nhập vào biển biện tài vô ngại của Phật. 10 lực tức là: một, trí lực biết xứ phi xứ, tức là trí lực biết đạo lý và chẳng phải đạo lý của tất cả sự vật. 2. Trí lực biết nghiệp báo ba đời, tức là trí lực biết nhân quả nghiệp báo của tất cả chúng sinh ba đời. 3. Trí lực biết các thiền giải thoát tam muội, tức là trí lực biết các thứ thiền định và giải thoát tam muội. 4. Trí lực biết các căn thắng liệt, tức là trí lực biết căn tánh lợi độn thắng liệt của chúng sinh và đắc quả lớn nhỏ. 5. Trí lực biết đủ thứ kiến giải, tức là trí lực biết đủ thứ kiến giải của tất cả chúng sinh. 6. Trí lực biết đủ thứ cõi, tức là trí lực biết khắp đủ thứ cảnh giới khác nhau của chúng sinh. 7. Trí lực biết tất cả trí sở đạo, tức là trí lực biết tất cả chúng sinh, hành đạo nhân quả. 8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại, tức là trí lực hay dùng thiên nhãn thấy chúng sinh sinh tử và thiện ác nghiệp báo mà không chướng ngại. 9. Trí lực biết túc mạng vô lậu, tức là trí lực biết túc mạng của chúng sinh và vô lậu niết bàn. 10. Trí lực biết vĩnh đoạn tập khí đối với tất cả vọng hoặc tập khí, vĩnh đoạn chẳng sinh, biết được như thật. 4. Lực vô úy. 1. Nhất thiết trí vô sở úy, tức là Phật có nhất thiết trí cho nên không có tâm sợ hãi. 2. Lậu tận vô sở úy, tức là Phật đã đoạn sạch tất cả phiền não cho nên chẳng có tâm sợ hãi. 3. Nói chứng đạo vô sở úy, tức là Phật nói rõ với đại chúng đủ thứ pháp chướng ngại Phật đạo chẳng có tâm sợ hãi. 4. Nói đạo hết khổ vô sở úy, tức là Phật nói rõ với đại chúng đủ thứ đạo lý có thể diệt trừ khổ, chẳng có tâm sợ hãi. Các Bồ Tát đó dùng đủ thứ sự hiểu biết, đủ thứ đạo, đủ thứ môn, đủ thứ nhập vào, đủ thứ lý thú, đủ thứ tùy thuận, đủ thứ trí huệ, đủ thứ trợ đạo, đủ thứ phương tiện, đủ thứ tam muội, nhập vào môn phương tiện biển thần thông của Phật, nhiều như số hạt bụi, 10 bất khả thuyết cõi Phật như vậy. Các Bồ Tát đó đều dùng đủ thứ sự hiểu biết, dùng đủ thứ đạo, dùng đủ thứ môn, dùng đủ thứ nhập vào, dùng đủ thứ lý thú, dùng đủ thứ tùy thuận, dùng đủ thứ trí huệ, dùng đủ thứ trợ đạo, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, dùng đủ thứ tam muội nhập vào pháp môn phương tiện biển thần thông của Phật, nhiều như số hạt bụi, 10 bất khả thuyết cõi Phật như vậy. Những gì là các thứ tam muội? Đức Phật sẽ nói đủ thứ những tam muội gì? Đó là tam muội khắp trang nghiêm pháp giới, tam muội chiếu khắp tất cả cảnh giới ba đời vô ngại, tam muội trí quang minh pháp giới không khác biệt, tam muội vào cảnh giới Như Lai không động chuyển, tam muội chiếu khắp vô biên hư không, tam muội vào lực Như Lai, tam muội Phật vô úy dũng mãnh phấn tấn trang nghiêm. Đó là tam muội khắp trang nghiêm pháp giới. Nhập vào tam muội này thì hay khiến cho pháp giới khắp trang nghiêm vi diệu, tức cũng có nghĩa là tần thân hiện tịnh độ. Các tam muội dưới đây đều là nghĩa khác của tần thân đại dụng. Lại có tam muội chiếu khắp tất cả cảnh giới ba đời vô ngại, lại có tam muội trí quang minh pháp giới không khác biệt, lại có tam muội vào cảnh giới Như Lai không động chuyển,
lại có tam muội chiếu khắp vô biên hư không, tam muội vào lực Như Lai, lại có tam muội Phật vô úy dũng mãnh phấn tấn trang nghiêm, tam muội tất cả pháp giới truyền truyền tạng, tam muội như mặt trăng hiện khắp tất cả pháp giới dùng âm vô ngại đại khai diễn, tam muội khắp thanh tịnh pháp quang minh, tam muội lụa pháp vương tràng vô ngại, tam muội trong mỗi mỗi cảnh giới đều thấy tất cả biển chư Phật, tam muội nơi tất cả thế gian đều hiện thân, tam muội vào cảnh giới thân Như Lai không khác biệt, tam muội tùy tất cả thế gian truyền đại bi tạng, lại có tam muội tất cả pháp giới truyền truyền tạng, lại có tam muội như mặt trăng hiện khắp tất cả pháp giới dùng đại âm thanh vô ngại đại khai diễn, lại có tam muội khắp thanh tịnh pháp quang minh, lại có tam muội lụa pháp vương tràng vô ngại, lại có tam muội trong mỗi mỗi cảnh giới đều thấy tất cả biển chư Phật, lại có tam muội nơi tất cả thế gian đều hiện thân, lại có tam muội vào cảnh giới thân Như Lai không khác biệt, lại có tam muội tùy tất cả thế gian truyền đại bi tạng, tam muội biết tất cả pháp không dấu vết, tam muội biết tất cả pháp do giáo tịch diệt, tam muội tùy không chỗ đắc mà hay biến hóa hiện khắp thế gian, tam muội vào khắp tất cả cõi, tam muội trang nghiêm tất cả cõi Phật thành chánh giác, tam muội quán tất cả thế gian chủ sắc tướng khác nhau, tam muội quán cảnh giới tất cả chúng sinh không chướng ngại, tam muội hay sinh ra mẹ tất cả Như Lai, tam muội hay tu hành nhập vào đạo biển công đức tất cả chư Phật, tam muội trong mỗi mỗi cảnh giới xuất hiện thần biến hết thuở vị lai, lại có tam muội biết tất cả pháp không dấu vết, tức là quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, các pháp từ xưa nay thường tự tướng tịch diệt, không thể dùng lời nói, lại có tam muội biết tất cả pháp do giáo tịch diệt, lại có tam muội tùy không chỗ đắc mà hay biến hóa hiện khắp thế gian, lại có tam muội vào khắp tất cả cõi, lại có tam muội trang nghiêm tất cả cõi Phật thành chánh giác, lại có tam muội quán tất cả thế gian chủ sắc tướng khác nhau, lại có tam muội quán cảnh giới tất cả chúng sinh không chướng ngại, lại có tam muội hay sinh ra mẹ tất cả Như Lai, lại có tam muội hay tu hành nhập vào đạo biển công đức tất cả chư Phật, lại có tam muội trong mỗi mỗi cảnh giới xuất hiện thần biến hết kiếp thuở vị lai, tam muội vào biển bốn sự của tất cả Như Lai, tam muội hết thuở vị lai hộ trì tất cả giống tánh Như Lai, tam muội dùng lực hiểu biết quyết định khiến tất cả biển cõi Phật hiện tại đều thành tịnh, tam muội trong một niệm chiếu khắp chỗ trụ của tất cả chư Phật, tam muội vào bờ mé tất cả cảnh giới vô ngại, tam muội khiến tất cả thế giới là một cõi Phật, tam muội xuất hiện tất cả thân biến hóa của Phật, tam muội dùng trí vương kim cang biết tất cả biển các căn, tam muội biết tất cả Như Lai đồng một thân, tam muội biết tất cả pháp giới sở an lập đều trụ bờ mé tầm niệm, lại có tam muội vào biển bổn sự của tất cả Như Lai, lại có tam muội hết thuở vị lai hộ trì tất cả giống tánh Như Lai, lại có tam muội dùng lực hiểu biết quyết định khiến tất cả biển cõi Phật hiện tại đều thanh tịnh, lại có tam muội trong một niệm chiếu khắp chỗ trụ của tất cả chư Phật, lại có tam muội vào bờ mé tất cả cảnh giới vô ngại, lại có tam muội khiến tất cả thế giới là một cõi Phật, lại có tam muội xuất hiện tất cả thân biến hóa của Phật, lại có tam muội dùng trí vương kim cang biết tất cả biển các căn, lại có tam muội biết tất cả Như Lai đồng một thân, lại có tam muội biết tất cả pháp giới sở an lập đều trụ bờ mé tầm niệm, tam muội trong cõi nước rộng lớn nơi tất cả pháp giới thể hiện niết bàn, tam muội kiến trụ nơi tối thượng, tam muội nơi tất cả cõi Phật hiện đủ thứ thần chúng sinh khác nhau, tam muội vào khắp tất cả Phật trí huệ, tam muội biết tánh tướng của tất cả pháp, tam muội một niệm biết khắp pháp ba đời, tam muội trong niệm niệm thân hiện khắp pháp giới, tam muội dùng trí sư tử dũng mãnh biết tất cả Như Lai xuất hiện ra đời thứ lớp, tam muội nơi cảnh giới tất cả pháp giới mắt huệ viên mãn, tam muội dũng mãnh hướng về thập lực, lại có tam muội trong cõi nước rộng lớn nơi tất cả pháp giới thị hiện niết bàn, lại có tam muội khiến tất cả chúng sinh trụ nơi tối thượng, lại có tam muội ở trong tất cả cõi Phật hiện đủ thứ thân chúng sinh khác nhau, lại có tam muội nhập vào khắp tất cả Phật trí huệ, lại có tam muội biết tánh tướng của tất cả pháp, lại có tam muội trong một niệm biết khắp pháp ba đời, lại có tam muội trong niệm niệm thần hiện khắp pháp giới, lại có tam muội dùng trí sư tử dũng mãnh biết tất cả Như Lai xuất hiện ra đời thứ lớp, lại có tam muội cảnh giới nơi tất cả pháp giới mắt trí huệ viên mãn, lại có tam muội dũng mãnh hướng về thập lực của Phật, tam muội phóng quang minh tất cả công đức viên mãn chiếu khắp thế gian, tam muội tạng bất động, tam muội nói một pháp và khắp tất cả pháp,
Tam muội nơi một pháp dùng tất cả lời nói âm thanh khác nhau giáo huấn giải thích. Tam muội dễ nói pháp không hai của tất cả chư Phật. Tam muội biết bờ mé ba đời vô ngại. Tam muội biết tất cả kiếp không khác biệt. Tam muội phương tiện vào thập lực vi tế. Tam muội nơi tất cả kiếp thành tựu tất cả Bồ Tát hạnh không đoạn tuyệt. Tam muội thân hiện khắp mười phương, lại có tam muội phóng ra quang minh tất cả công đức viên mãn chiếu khắp tất cả thế gian, lại có tam muội tạng bất động, lại có tam muội nói một pháp mà vào khắp tất cả pháp môn, lại có tam muội nơi một pháp dùng tất cả lời nói và âm thanh khác nhau để giáo huấn tất cả chúng sinh, vì chúng sinh giải thích, lại có tam muội sẽ nói pháp môn không hai của tất cả chư Phật, lại có tam muội biết bờ mé ba đời chẳng có chướng ngại, lại có tam muội biết tất cả kiếp không khác biệt, lại có tam muội phương tiện chứng nhập thập lực vi tế của Phật, lại có tam muội nơi tất cả kiếp thành tựu tất cả Bồ Tát hạnh không bao giờ đoạn tuyệt, lại có tam muội thân hiện khắp mười phương, tam muội nơi pháp giới tự tại thành chánh giác, tam muội sinh tất cả thọ an ổn, tam muội xuất hiện tất cả đồ trang nghiêm để trang nghiêm cõi hư không, tam muội trong niệm niệm xuất hiện thần mây biến hóa đồng số chúng sinh, tam muội Như Lai tịnh không nguyệt quang minh, tam muội thường thấy tất cả Như Lai chủ hư không, tam muội khai thị tất cả Phật trang nghiêm, tam muội đèn chiếu sáng tất cả pháp nghĩa, tam muội chiếu cảnh giới thập lực, tam muội tất cả Phật tràng tướng ba đời, lại có tam muội nơi pháp giới tự tại thành tựu quả Phật, lại có tam muội sinh tất cả thọ an ổn, lại có tam muội xuất hiện tất cả đồ trang nghiêm để trang nghiêm cõi hư không, lại có tam muội trong niệm niệm xuất hiện thân mây biến hóa đồng số chúng sinh, lại có tam muội Như Lai tịnh không nguyệt quang minh, lại có tam muội thường thấy tất cả Như Lai chủ hư không, lại có tam muội khai thị tất cả Phật trang nghiêm, lại có tam muội đèn chiếu sáng tất cả pháp nghĩa, lại có tam muội chiếu cảnh giới thập lực, lại có tam muội tất cả Phật tràng tướng ba đời, tam muội tất cả Phật một mật tạng, tam muội trong niệm niệm chỗ làm đều rốt ráo, tam muội vô tận phước đức tạng, tam muội thấy vô biên cảnh giới Phật, tam muội kiên trụ tất cả pháp, tam muội hiện tất cả Như Lai biến hóa đều khiến thấy biết, tam muội trong niệm niệm Phật nhật thường xuất hiện, tam muội trong một ngày đều biết hết thầy pháp ba đời, tam muội phổ âm dễ nói tất cả pháp tánh tịch diệt, tam muội thấy tất cả lực tự tại của Phật, lại có tam muội tất cả Phật một mật tạng, lại có tam muội trong niệm niệm chỗ làm đều rốt ráo, lại có tam muội vô tận phước đức tạng, lại có tam muội thấy vô biên cảnh giới Phật, lại có tam muội kiên trụ tất cả pháp, lại có tam muội hiện tất cả Như Lai biến hóa đều khiến thấy biết, lại có tam muội trong niệm niệm Phật nhật thường xuất hiện, lại có tam muội trong một ngày đều biết hết thầy pháp ba đời, lại có tam muội phổ âm diễn nói tất cả pháp tánh tịch diệt, lại có tam muội thấy tất cả lực tự tại của Phật, tam muội pháp giới khai phù liền hòa, tam muội quán các pháp như hư không chẳng có chủ xứ, tam muội biển mười phương khắp vào một phương, tam muội vào tất cả pháp giới không đáy nguồn, tam muội tất cả biển pháp, tam muội dùng thân tịch tĩnh phóng tất cả quang minh, tam muội trong một niệm hiện tất cả thần thông đại nguyện, tam muội tất cả thời tất cả nơi thành chánh giác, tam muội dùng một trang nghiêm vào tất cả pháp giới, tam muội thân hiện khắp tất cả chư Phật, lại có tam muội pháp giới khai phù liền hòa, lại có tam muội quán ra các pháp như hư không chẳng có chủ xứ, lại có tam muội biển mười phương khắp vào mười phương, lại có tam muội vào tất cả pháp giới không đáy nguồn, lại có tam muội tất cả biển pháp, lại có tam muội dùng thân tịch tĩnh phóng tất cả quang minh, lại có tam muội trong một niệm hiện ra tất cả thần thông biến hóa đại nguyện lực, lại có tam muội tất cả thời tất cả nơi thành chánh giác, lại có tam muội dùng một trang nghiêm vào tất cả pháp giới trang nghiêm, lại có tam muội thân hiện khắp tất cả chư Phật, tam muội thần thông trí biết tất cả chúng sinh rộng lớn thù thắng, tam muội trong một niệm thân đó khắp pháp giới, tam muội hiện một thừa tịnh pháp giới, tam muội vào phổ môn pháp giới thể hiện đại trang nghiêm, tam muội trụ trì tất cả bánh xe Phật pháp, tam muội dùng tất cả pháp môn trang nghiêm một pháp môn, tam muội dùng lưới nhân đà la hạnh nguyện nhiếp tất cả cõi chúng sinh, tam muội phân biệt tất cả thế giới môn, tam muội ngồi hoa sen tự tại du bộ, tam muội biết thần thông trí huệ của tất cả chúng sinh đủ thứ sự khác biệt, lại có tam muội thần thông trí biết tất cả chúng sinh rộng lớn thù thắng, lại có tam muội trong một niệm thân đó đầy khắp pháp giới, lại có tam muội hiện một thừa thanh tịnh pháp giới, lại có tam muội chứng nhập phổ môn pháp giới thể hiện đại trang nghiêm, lại có tam muội trụ trì tất cả bánh xe Phật pháp,
lại có tam muội dùng tất cả pháp môn trang nghiêm một pháp môn, lại có tam muội dùng lưới nhân đà la hạnh nguyện để nhiếp tất cả cõi chúng sinh, lại có tam muội phân biệt tất cả thế giới môn, lại có tam muội ngồi hoa sen tự tại du bộ, lại có tam muội biết thần thông trí huệ của tất cả chúng sinh đủ thứ sự khác biệt. Tam muội kiến thân đó luôn hiện ở trước tất cả chúng sinh. Tam muội biết biển âm thanh lời lẽ khác nhau của tất cả chúng sinh. Tam muội biết trí huệ thần thông khác nhau của tất cả chúng sinh. Tam muội tạng đại bi bình đẳng. Tam muội tất cả chư Phật và bờ mé Như Lai. Tam muội quán sát nơi giải thoát sự tử tận thân của tất cả Như Lai. Bồ Tát lại có tam muội khiến thân ngài luôn hiện ra ở trước tất cả chúng sinh. Lại có tam muội biết biển âm thanh lời lẽ khác nhau của tất cả chúng sinh. Lại có tam muội biết trí huệ thần thông khác nhau của tất cả chúng sinh. Lại có tam muội tạng đại bi bình đẳng. Lại có tam muội tất cả chư Phật vào bờ mé Như Lai. Lại có tam muội quan sát nơi giải thoát sư tử tận thân của tất cả Như Lai. Bồ Tát dùng các tam muội nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật như vậy, nhập vào tỳ lô giá na Như Lai, niệm niệm đầy khắp biển tam muội thần biến tất cả pháp giới. Những vị đại Bồ Tát đó dùng các tam muội nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật như vậy, chứng nhập vào tỳ lô giá na Như Lai, niệm niệm đầy khắp biển tam muội thần biến tất cả pháp giới. Các Bồ Tát đó thảy đều đầy đủ đại trí thần thông sáng suốt tự tại trụ nơi các địa, dùng trí rộng lớn quán khắp tất cả từ các trí huệ giống tánh mà sinh ra. Trí nhất thiết trí thường hiện ra ở trước, đắc được mắt trí huệ thanh tịnh, lìa mảng ngu si. Các Bồ Tát đó thảy đều đầy đủ đại trí huệ thần thông sáng suốt tự tại, trụ nơi các địa của Bồ Tát sở chứng. Các ngài dùng trí huệ rộng lớn, quán sát khắp tất cả. Các ngài từ trí huệ giống tánh của hết thảy tất cả Bồ Tát mà sinh ra. Trí huệ nhất thiết trí thường hiện ra ở trước, đắc được mắt trí huệ thanh tịnh, lìa mảng ngu si. Đoạn văn này là chỉ đức trí lập cao thâm của Bồ Tát. Vì các chúng sinh làm điều ngự sư, chủ chỗ bình đẳng của Phật, nơi tất cả Pháp chẳng có phân biệt, thấu đạt cảnh giới, biết tánh các thế gian đều tịch diệt, không chỗ nương tựa, đến khắp cõi nước tất cả chư Phật mà không chấp trước, đều quan sát tất cả các Pháp mà không chỗ trụ, vào khắp cung điện tất cả diệu Pháp mà không chỗ đến, giáo hóa điều phục tất cả thế gian khắp vì chúng sinh hiện nơi an ổn. Các ngài vì hết thảy chúng sinh, làm điều ngự sư, chủ chỗ bình đẳng của Phật, nơi tất cả Pháp chẳng có phân biệt, thấu rõ thông đạt cảnh giới, lại biết biển tánh tất cả thế gian đều tịch diệt, không chỗ nương tựa. Các ngài đến khắp tất cả cõi nước chư Phật, giáo hóa chúng sinh mà không chấp trước. Các ngài đều quán sát tất cả các Pháp mà không chỗ trụ, do đó có câu, ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Các ngài vào khắp cung điện tất cả diệu pháp mà không chỗ đến, giáo hóa điều phục tất cả hết thảy chúng sinh thế gian, khắp vì chúng sinh hiện cõi nước bình an. Đoạn văn này chỉ đức điều sinh vô nhiễm của Bồ Tát, tức cũng là tam luân nghiêm tịnh. Trí huệ giải thoát, làm sự tu hành, luôn dùng trí thân trụ bờ mé lìa tham, vượt thoát các biển cõi chỉ bày lý chân thật, trí quảng viên mãn thấy khắp các pháp, trụ nơi tam muội kiên cố bất động, nơi các chúng sinh luôn khởi đại bi. Biết các pháp môn thảy đều như huyễn, tất cả chúng sinh thảy đều như mộng, tất cả Như Lai thảy đều như bóng, tất cả lời nói thảy đều như vàng, tất cả các pháp thảy đều như hóa, khéo hay tích tập hạnh nguyện thù thắng, trí huệ viên mãn, thanh tịnh khéo léo, tâm rất tịch tĩnh, khéo vào tất cả cảnh giới tổng trì, đủ lực tam muội, dũng mãnh không khiếp nhược. Đạt được mắt trí huệ sáng suốt trụ nơi pháp giới, đến nơi tất cả pháp không chỗ đắc, tu tập biển đại trí không bờ mé, đến được trí huệ ba la mật bờ bên kia rốt ráo, được bát nhã ba la mật nhiếp trì, dùng thần thông ba la mật vào khắp thế gian, nương tam muội ba la mật đắc được tâm tự tại. Các ngài dùng trí huệ giải thoát vì hết thảy chúng sinh nói pháp tu hành, các ngài luôn dùng thân trí huệ trụ bờ mé lìa tham cầu, vượt thoát tất cả biển cõi, cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Vì chúng sinh trình bày đạo lý chân thật, trí huệ quang minh của các ngài viên mãn, thấy khắp tất cả pháp trụ nơi tam muội kiên cố bất động, đối với tất cả chúng sinh luôn khởi tâm đại bi. Biết các pháp môn thảy đều như huyễn, tất cả chúng sinh thảy đều như mộng, tất cả Như Lai thảy đều như bóng, tất cả lời nói thảy đều như vang, tất cả các pháp thảy đều như hóa. Các ngài khéo hay tích tập hạnh nguyện thù thắng, trí huệ viên mãn, thanh tịnh khéo léo, trong tâm rất tịch tĩnh. Các ngài kéo vào tất cả cảnh giới tổng trì đà la ni, đầy đủ lực tam muội, dũng mãnh tinh tấn hướng về trước, không có tơ hào khiếp nhược. Chúng ta nên dùng bốn chữ dũng mãnh không sợ để làm kim châm sự tu đạo.
Các ngài đắc được mắt đại trí huệ sáng suốt, trụ nơi pháp giới rộng lớn, mà đạt đến nơi tất cả pháp vòng chỗ đắc, tu tập biển đại trí huệ không bờ mé, đến được trí huệ ba la mật ở bên kia rốt ráo. Các ngài được bát nhã ba la mật đại trí huệ nhiếp trì, dùng thần thông ba la mật vào khắp tất cả thế gian, nương tam muội ba la mật đạt được tầm tự tại. Đoạn văn này nói rõ đức thành tựu viên mãn các độ của Bồ Tát. Dùng trí không điên đảo biết tất cả nghĩa, dùng trí khéo phân biệt khai thị pháp tạng, dùng trí hiện rõ huấn thích văn từ, dùng đại nguyện lực nói pháp vô tận, dùng đại sư tử hống không sợ hãi, thường thích quán sát pháp không chỗ nương, dùng mắt pháp thanh tịnh quán khắp tất cả, dùng trí nguyệt thanh tịnh chiếu thế gian thảnh hoại, dùng trí huệ quang chiếu đế chân thật, phước đức trí huệ như núi kim cang, tất cả ví dụ không thể đến được, khéo quán các pháp huệ can tăng trưởng, dũng mãnh tinh tấn, hàng phục chúng ma, vô lượng trí huệ, hoài quang xí thạnh. Thần ngài vượt qua tất cả thế gian, đắc được trí huệ tất cả pháp không chướng ngại, khéo hay ngộ hiểu bờ mé tận vô tận, trụ nơi phổ tế vào bờ mé chân thật, quán trí vô tướng thường hiện ra ở trước. Các ngài dùng trí huệ không điên đảo biết được nghĩa lý tất cả các pháp, dùng trí huệ phương tiện khéo léo phân biệt khai thị tất cả pháp tạng, dùng trí huệ hiện ra rất rõ ràng, dùng đủ thứ văn từ để giáo hóa giải thích cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ dễ hiểu, lại dùng nguyện lực rộng lớn nói pháp đó vô cùng vô tận, lại dùng đại sư tử hống không sợ hãi bất cứ gì hết, thường hoan hỷ quán sát pháp không chỗ nương tựa mà chính mình kiên lập nên, lại dùng mắt pháp thành tịnh quán sát khắp tất cả chúng sinh, lại dùng trí nguyệt thanh tịnh để chiếu sáng thành trụ hoại không bốn giai đoạn của thế gian, lại dùng trí huệ quang chiếu sáng đế lý chân thật. Các ngài phước đức trí huệ kiên cố như núi kim cang, tất cả ví dụ không thể đến được. Các ngài khéo quán sát các pháp, trí huệ càng tăng trưởng, dũng mãnh tinh tấn, hàng phục tất cả chúng ma, vô lượng trí huệ, oai quang xí thạnh, thân của các ngài đã vượt thoát tất cả thế gian, đắc được trí huệ tất cả pháp không chướng ngại. Các ngài khéo ngộ hiểu bờ mé pháp môn rốt ráo cùng tận và không cùng tận, các ngài đều trụ nơi bờ mé khắp cùng, chứng nhập bờ mé chân thật, tức là chẳng có chút sự tạo tác nào, chẳng có chút hư ngụy nào, tức là bản lai tự tại, không thêm tạo tác, không thêm tu học, đó tức là vào chân thật tế, đã đến quả vị vô học, chứng nhập bờ mé chân thật rồi, khế hợp với diệu quan sát trí vô tướng. Vô tướng tức là tức tướng chẳng phải tướng, tức tướng vô tướng, chẳng phải lìa khỏi tướng mà vô tướng, mà là ở tại tướng mà chẳng chấp tướng, tức tướng lìa tướng nhập vào tam muội vô tướng. Khôi phục diệu quan sát trí, trí huệ này thường thường hiện tiền mà chẳng mất đi. Đoạn văn này là chỉ đức trí lực vô ý của Bồ Tát. Khéo léo thành tựu các hạnh Bồ Tát, dùng trí không hài biết các cảnh giới, thấy khắp các cõi tất cả thế gian, đến khắp tất cả cõi nước chư Phật, đèn trí huệ viên mãn, nơi tất cả pháp không bị ám chướng, phóng quang minh pháp thanh tịnh, chiếu mười phương cõi, về các thế gian làm ruộng phước chân thật. Nếu ai thấy hoặc nghe được, sở nguyện đều viên mãn, phước đức cao lớn vượt các thế gian, dũng mãnh không sợ hãi, phá tan các ngoại đạo, diễn nói tiếng vi diệu khắp tất cả cõi. Các ngài dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để tu hành thành tựu các hạnh của Bồ Tát tu, tức cũng là tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha, dùng trí huệ vốn có, không chướng ngại, không phân biệt, chiếu rõ tất cả cảnh giới giống như tấm gương, việc đến thì chiếu, việc đi thì ẩn. Tất cả cảnh giới hiện tiền, người truyền được cảnh giới mà cảnh giới không truyền được người, người không thể tùy tánh truyền, tánh phải tùy người truyền, cho nên bất cứ là nghịch cảnh hay là thuận cảnh đều phải như như bất động, không bị cảnh giới truyền. Các ngài chẳng những hiểu rõ pháp số thế gian mà cũng hiểu rõ khắp các cõi tất cả thế gian, ví như cõi lành cõi ác, lại có thể đến khắp tất cả cõi nước chư Phật trong mười phương. Trí huệ của các ngài viên mãn quang minh giống như đèn sáng, đối với tất cả pháp của Phật nói đều thấu rõ triệt để, không có chút vô minh ám chướng nào. Không có ám chướng tức cũng là phá vô minh hiển pháp tánh. Các ngài phóng quang minh pháp thanh tịnh để chiếu sáng mười phương hết thảy các cõi, vì các chúng sinh thế gian làm dụng phước chân thật, hay khiến cho chúng sinh thế gian tăng phước tăng huệ. Nếu có ai thấy vị Bồ Tát đó hoặc nghe được danh hiệu của vị Bồ Tát đó, thì sở nguyện cầu của họ đều được tại tâm mãn nguyện, công chẳng luống mất. Phước đức của Bồ Tát rất sâu dày, vượt qua tất cả thế gian. Thế gian chẳng có người nào có thể so sánh với Bồ Tát, dũng mãnh tinh tấn hướng về trước, không có tự hào sợ hãi, chẳng giống như chúng ta, hôm nay sợ cái này, mai lại sợ cái kia, hôm nay sợ ma, ngày mai sợ Phật,
ngày mốt sợ người, ngày kia lại sợ súc sinh, ngày nọ lại sợ đọa địa ngục. Bồ Tát chẳng sợ gì hết hay phá tan các ngoại đạo. Thế nào gọi là ngoại đạo? Ngoại đạo là cầu pháp ngoài tâm, chấp có, chấp không. Bồ Tát hay dễ nói pháp âm vi diệu khắp cùng tất cả cõi Phật. Đoạn văn này nói về đức thành tựu hạnh xưa của Bồ Tát. Thấy khắp chư Phật, tâm không nhằm đủ, nơi pháp thân Phật đã được tự tại, tùy theo đáng được sự giáo hóa, mà vì họ hiện thân, một thân đầy khắp tất cả cõi Phật. Bồ Tát luôn luôn nhìn thấy khắp chư Phật mười phương ba đời, trong tâm không bao giờ cảm thấy nhàm chán hoặc cảm giác thấy Phật đã đủ rồi, không còn muốn thấy nữa, Bồ Tát không bao giờ có cảm giác đó. Lúc nào Ngài cũng chẳng có cảm giác nhàm đủ, cho nên Bồ Tát cũng có tâm tham, bất quá chẳng giống tâm tham của chúng ta. Tâm tham của Bồ Tát là tham thấy Phật, còn tâm tham của chúng ta là tham thấy tiền. Có chút khác nhau tại chỗ này. Tuy có một chút khác nhau nhưng sai một ly thì ngàn dặm, cho nên mọi người phải đặc biệt chú ý điểm này. Các đại Bồ Tát tất nhiên đối với Phật Pháp không nhàm đủ, luôn luôn muốn gặp Phật. Đối với Pháp thân của Phật đã đắc được nhậm phận tự tại, phạm là các ngài đáng được sự giáo hóa chúng sinh nào, thì đều vì chúng sinh đó mà hiện thân thuyết pháp. Bồ Tát dùng một báo thân có thể hiện thân đầy khắp tất cả cõi Phật. Đoạn văn này là chỉ đức pháp thần viên mãn của Bồ Tát. Đã được tự tại, thần thông thanh tịnh, ngồi thuyền đại trí, chỗ đến đều vô ngại, trí huệ viên mãn, khắp cùng pháp giới ví như mặt trời mọc, chiếu khắp thế gian, tỷ tâm chúng sinh hiện ra sắc tướng của Ngài, biết căn tánh ưa muốn của các chúng sinh, nhập vào cảnh giới tất cả pháp vô trành, biệt tánh các pháp không sinh không khởi, hay khiến cho lớn nhỏ tự tại vào với nhau. Bồ Tát đã đắc được sức thần thông tự tại thanh tịnh, Ngài ngồi thuyền đại trí huệ, chỗ đến đều vô ngại, trí huệ của Ngài cũng viên mãn, cho nên khắp cùng pháp giới ví như mặt trời mọc trong hư không, chiếu sáng khắp hết thảy chúng sinh thế gian. Tùy tâm niệm của chúng sinh hiện ra sắc tướng của Ngài, Ngài biết căn tánh ưa muốn của các chúng sinh, cho nên Ngài nhập vào cảnh giới tất cả pháp vô tranh, luôn thuận chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ. Ngài với tất cả chúng sinh đều không tranh, Ngài biết tự tánh của tất cả các pháp không sinh không diệt. Ngài hay khiến cho lớn nhỏ tự tại vào với nhau, lớn chẳng ngại nhỏ, nhỏ chẳng ngại lớn, lớn có thể vào nhỏ mà không chướng ngại, nhỏ có thể vào lớn cũng không chướng ngại, cho nên lớn nhỏ vào được với nhau. Quyết rõ lý thú Phật địa thâm sâu, dùng câu vô tận nói nghĩa thâm sâu, trong một câu dễ nói hết tất cả biển Tu Đà La, đắc được thần đại trí huệ Đà La Ni, phàm chỗ thọ trì vĩnh viễn không quên mất, một niệm nhớ được việc vô lượng kiếp, một niệm đều biết trí huệ của tất cả các chúng sinh ba đời, luôn dùng tất cả môn Đà La Ni, diễn nói vô biên biển Phật Pháp, thường chuyển bánh gia pháp thanh tịnh không thối chuyển, khiến cho các chúng sinh đều sinh trí huệ. Bồ Tát có thể giải quyết rõ lý thú quả vị Phật thâm sâu, dùng câu vô cùng tận, nói diệu nghĩa Phật Pháp thâm sâu, trong một câu thường dễ nói tất cả biển, kinh điển, Tu Đà La, tức cũng là một làm vô lượng làm một gốc tán làm vạn thù trở về một gốc. Bồ Tát đắc được Pháp thân đại trí huệ tổng trì Đà La Ni, phàm là chỗ Ngài thọ trì tất cả Phật Pháp vĩnh viễn không quên mất, chẳng giống như chúng ta học kinh trải qua lâu ngày thì chẳng còn nhớ nữa, đọc tới đọc lui chẳng quên câu trước thì quên câu sau, ở giữa cũng chẳng nhớ. Bồ Tát vĩnh viễn chẳng quên mất, ở trong một niệm Ngài nhớ được sự việc trong vô lượng kiếp, trong một niệm Ngài đều biết trí huệ của tất cả các chúng sinh đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai ba đời. Hay dùng đại trí huệ bánh xe pháp để giáo hóa chúng sinh, các vị đại Bồ Tát luôn luôn dùng tất cả pháp môn tổng trì Đà La Ni diễn nói vô biên biển các Phật pháp, và kinh điển của Phật nói lại thường luôn luôn chuyển bánh xe pháp thanh tịnh không thối chuyển, lại hay khiến cho các chúng sinh đều sinh ra đại trí huệ. Đoạn văn này nói rõ đức biện tài tự tại của Bồ Tát. Đắc được cảnh giới của Phật trí huệ quang minh, nhập vào nơi khéo thấy tam muội thâm sâu, vào tất cả pháp không có bờ mé chướng ngại, nơi tất cả pháp trí huệ thù thắng tự tại, tất cả cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm và khắp mười phương tất cả pháp giới, tùy theo phương sở thầy đều đi đến. Các ngài đều đắc được cảnh giới viền dùng vô ngại của Phật, trí huệ quang minh nhập vào định thâm sâu khéo thấy, nhập vào tất cả pháp không có bờ mé chướng ngại. Đối với tất cả pháp đều có trí huệ thù thắng nhậm vận tự tại, tất cả cảnh giới đều thanh tịnh trang nghiêm, vào khắp mười phương tất cả pháp giới, tùy theo phương sở thầy đều đi đến.
Đoạn văn này nói đức tam muội thần biến của Bồ Tát, trong mỗi hạt bụi hiện thành chánh giác, nơi tánh vô sắc hiện tất cả sắc, dùng tất cả phương khắp vào một phương. Các ngài ở trong mỗi hạt bụi đều hiện thành Phật, nơi tánh vốn chẳng có sắc tướng, mà có thể thị hiện tất cả sắc tướng. Các ngài hay dùng 10 phương khắp vào một phương lại vào khắp 10 phương. Đoạn văn này nói rõ đức thành đẳng chánh giác của Bồ Tát. Các Bồ Tát đó đầy đủ vô biên phước trí công đức tạng như vậy, thường được chư Phật khen ngợi, dùng đủ thứ lời lẽ nói công đức của các ngài không thể nào nói hết được, đều ở trong rừng Thệ Đa thâm nhập biển công đức của Như Lai, đều thấy quang minh của Phật chiếu đến. Các Bồ Tát đó đầy đủ vô biên phước trí công đức tạng như ở trước đã nói, thường được tất cả chư Phật mười phương tán thán khen ngợi, dùng đủ thứ lời lẽ nói công đức của Bồ Tát cũng không thể nào nói hết được. Những vị đại Bồ Tát đó đều ở lầu các báu trong rừng Thệ Đa thâm nhập biển công đức của Như Lai, đều hợp với công đức của Phật mà làm một, thành tựu biển công đức. Các ngài đều nhìn thấy quang minh của Phật chiếu đến tất cả đại chúng. Bấy giờ các Bồ Tát đắc được chánh pháp quang minh không nghĩ bàn, tâm đại hoan hỷ, mỗi người nơi thân mình và dùng lầu cát đủ thứ đồ trang nghiêm thăng lên ngồi trên tòa sư tử của mình. Tất cả Phật khắp trong rừng Thệ Đa đều hóa hiện đủ thứ mây đại trang nghiêm để khắp tất cả mười phương pháp giới. Lúc đó các đại Bồ Tát đều đắc được chánh pháp quang minh không thể nghĩ bàn, trong tâm rất hoan hỷ vui mừng. Mỗi vị Bồ Tát nơi thân của mình và dùng lầu cát đủ thứ hết thảy đồ trang nghiêm thăng lên ngồi trên tòa sư tử của mình đều đầy khắp trong rừng Thệ Đa. Mỗi một Phật đều có hóa thân của các ngài, hóa hiện đủ thứ mây đại trang nghiêm tốt đẹp đầy khắp tất cả mười phương pháp giới. Chẳng những thế giới Ta Bà là như thế mà mười phương thế giới khác cũng đều như thế. Đó là trong niệm niệm phóng ra mây đại quang minh đầy khắp mười phương đều có thể khai ngộ tất cả chúng sinh. Hiện ra mây tất cả linh báu ma ni đầy khắp mười phương, vang ra âm thanh vi diệu tán thán khen ngợi tất cả công đức của chư Phật ba đời. Hiện ra mây vang ra tất cả âm nhạc đầy khắp mười phương, trong âm thanh dễ nói các nghiệp quả báo của tất cả chúng sinh. Hiện ra mây đủ thứ hạnh nguyện sắc tướng của tất cả Bồ Tát đầy khắp mười phương, sẽ nói hết thảy đại nguyện của các Bồ Tát. Hiện ra mây tất cả tự tại biến hóa của Như Lai đầy khắp mười phương, nói ra âm thanh lời nói của tất cả chư Phật Như Lai. Hiện ra mây thân tướng tốt trang nghiêm của tất cả Bồ Tát đầy khắp mười phương, nói chư Phật Như Lai xuất hiện ra đời thứ lớp trong các cõi nước. Hiện ra mây đạo tràng của Như Lai ba đời đầy khắp mười phương, hiện ra công đức trang nghiêm của tất cả Như Lai thành đẳng chánh giác. Hiện ra mây tất cả long vương đầy khắp mười phương mưa xuống tất cả các hương thơm. Hiện ra mây thân tất cả chủ thế gian đầy khắp mười phương, diễn nói hạnh của Bồ Tát phổ hiện. Hiện ra mây tất cả bảo hữu trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật đầy khắp mười phương, hiện ra tất cả Như Lai truyền bánh xe pháp. Đó là trong mỗi niệm đều phóng ra mây đại quang minh đầy khắp mười phương, đều có thể khai ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ bỏ mê về giác, liều khổ được vui. Lại hiện ra mây tất cả linh báu ma ni đầy khắp mười phương, trong hư không vang ra âm thanh vi diệu tán thán khen ngợi tất cả công đức của chư Phật đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai ba đời. Lại hiện ra mây vang ra tất cả âm nhạc bao hàm hết thảy âm nhạc rất hay đầy khắp mười phương, trong diệu âm sẽ nói các thứ nghiệp tạo ra và thọ lấy quả báo của tất cả chúng sinh. Nghĩa là nói các vị nên biết, trồng nhân lành thì được quả lành, trồng nhân ác thì được quả ác. Giết cha người ta thì người ta cũng giết lại cha mình, giết em người ta thì người ta giết em mình, bạn giết người thì người cũng giết bạn, hỗ tương giết hại lẫn nhau không khi nào chấm dứt. Trong hư không tự nhiên diễn nói diệu âm không thể nghĩ bàn đó, nói bạn đừng hại người thì người cũng sẽ không hại bạn. Lại hiện ra mây đủ thứ hạnh nguyện sắc tướng của tất cả Bồ Tát, cũng đầy khắp mười phương thế giới, sẽ nói hết thảy đại nguyện của các Bồ Tát. Lại hiện ra mây tất cả tự tại biến hóa của Như Lai đầy khắp mười phương thế giới, nói ra âm thanh lời nói của tất cả chư Phật Như Lai. Các vị hãy nhìn xem, hết thảy Bồ Tát trong quá khứ phát ra đại nguyện, các nguyện lực đó đều tận hư không các pháp giới. Hôm nay ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo, cũng có mấy vị phát nguyện, đó đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Lại hiện ra mây thần tướng tốt trang nghiêm của tất cả Bồ Tát, cũng đầy khắp mười phương thế giới, dễ nói chư Phật Như Lai xuất hiện ra đời thứ lớp trong các cõi nước. Lại hiện ra mây đạo tràng của Như Lai ba đời, cũng đầy khắp mười phương thế giới, thì hiện ra công đức trang nghiêm của tất cả Như Lai thành đẳng chánh giác.
lại hiện ra bầy tất cả long phương, cũng đẩy khắp mười phương thế giới, mưa xuống tất cả các hương thơm, lại hiện ra mây thần tất cả chủ thế gian, cũng đẩy khắp mười phương dễ nói hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, lại hiện ra mây tất cả báu trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, cũng đẩy khắp mười phương thị hiện ra tất cả Như Lai truyền bánh xe pháp. Các Bồ Tát đó nhờ đắc được pháp quang minh không nghĩ bàn, nên pháp như vậy hiện ra mây trang nghiêm đại thần biến, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật như thế. Vì hết thảy các Bồ Tát đó đều đắc được pháp quang minh không nghĩ bàn, nên pháp như vậy xuất hiện ra mây trang nghiêm đại thần biến, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật như thế. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đường thần lực của Đức Phật, muốn thuật lại các việc thần biến ở trong rừng Thệ Đa, bèn quan sát mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đại oai thần lực của mười phương chư Phật, muốn tường thuật lại những việc tất cả các thần thông biến hóa ở trong rừng Thệ Đa, cho nên ngài lại quan sát căn tánh của mười phương chúng sinh dùng kệ để nói lại ý nghĩa trưởng hàng ở trên. Ông nên quán rừng Thệ Đa này, nhà Phật oai thần rộng không bờ, tất cả trang nghiêm đều thị hiện, mười phương thế giới đều đầy khắp. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: cả vị Đại Bồ Tát và tất cả chúng sinh vị lai nên quán sát rừng Thệ Đa này, nhờ đại oai thần lực của Phật rộng lớn không có bờ mé, cho nên tất cả đồ trang nghiêm đều thị hiện, chẳng những thế giới Ta Bà là như thế, mà mười phương thế giới cũng đầy khắp như vậy. Mười phương tất cả các cõi nước, vô biên phẩm loại đại trang nghiêm, trong cảnh giới nơi các tòa đó, sắc tượng phân rõ đều hiển hiện. Mười phương hết thảy tất cả cõi nước chư Phật có vô lượng vô biên đủ thứ phẩm loại đại trang nghiêm thù thắng, trong cảnh giới nơi tòa sư tử của Đức Phật, hết thảy tất cả sắc tượng đều phân minh hiển hiện ra rõ ràng. Từ lỗ lồng các Phật tử hiện đủ thứ mây diệm báu trang nghiêm, vàng già vì diệu âm Như Lai, đầy khắp mười phương tất cả cõi. Tất cả Đại Bồ Tát và đệ tử Phật, từ trong lỗ chân lông sinh ra, đủ thứ mây diệm báu trang nghiêm, ở trong hư không, ở trong mây, phát ra âm thanh vì diệu của Như Lai, đầy khắp mười phương tất cả cõi nước chư Phật. Trong cây hoa báu hiện thân đẹp, thân đó sắc tướng đồng phạm vương, từ thiền định dậy mà rào bước, tiến lùi oai nghi, luôn tịch tĩnh. Trong cây hoa báu đẹp hiện ra thân sắc đẹp, thần tướng của Bồ Tát và Đại Phạm Thiên Vương như nhau. Từ trong thiền định sinh ra mà du hí mười phương, ngài đi đến mười phương hoặc tại bổn xứ bất động, nhưng oai nghi của ngài luôn tịch tĩnh. Trong mỗi lỗ lồng của Như Lai, thường hiện hóa thân khó nghĩ bàn, đều như Đại Bồ Tát Phổ Hiền, đủ thứ các tướng đều trang nghiêm. Trong mỗi lỗ chân lông của Như Lai, luôn thị hiện thân biến hóa không thể nghĩ bàn, đều giống như Đại Bồ Tát Phổ Hiền hạnh nguyện đủ thứ các tướng đều trang nghiêm tốt đẹp. Trên rừng Thệ Đa trong hư không, hết thảy trang nghiêm vang diệu âm, khắp nói các Bồ Tát ba đời, thành tựu tất cả biển công đức. Trên rừng Thệ Đa trong hư không, hết thảy trang nghiêm đều phát ra âm thanh vi diệu, khắp diễn nói tất cả các Bồ Tát ba đời, thành tựu tất cả biển công đức. Các cây báu trong rừng Thệ Đa cũng vàng vô lượng diệu âm thanh, diễn nói tất cả các quần sinh, đủ thứ biển nghiệp đều khác biệt. Tất cả cây báu đẹp ở trong rừng Thệ Đa cũng vàng ra vô lượng âm thanh vi diệu, diễn nói hết thảy nghiệp của tất cả chúng sinh tạo ra, thọ đủ thứ quả báo, biển nghiệp đó đều khác nhau. Hết thảy các cảnh giới trong rừng đều hiện các Như Lai ba đời, mỗi mỗi đều khởi đại thần thông, mười phương biển cõi, số hạt bụi. Hết thảy tất cả cảnh giới trong rừng Thệ Đà đều thể hiện các Như Lai ba đời, mỗi mỗi đều khởi đại thần thông biến hóa, có mười phương biển cõi, nhiều như số hạt bụi. Mười phương hết thảy các cõi nước, tất cả biển cõi, số hạt bụi, đều vào trong lỗ lông Như Lai, thứ lớp trang nghiêm đều hiện thấy. Hết thảy tất cả cõi nước chư Phật mười phương, tất cả biển cõi, nhiều như số hạt bụi, đều nhiếp vào trong lỗ chân lông của Phật. Sự trang nghiêm tốt đẹp đó tất cả chúng sinh hiện tại đều nhìn thấy rõ. Hết thảy trang nghiêm đều hiện Phật, số đồng chúng sinh khắp thế gian, mỗi mỗi đều phóng đại quang minh, đủ thứ tùy tuyên hóa quần sinh. Trong hết thảy sự trang nghiêm đều hiện ra tượng Phật, có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu tượng Phật mà đầy khắp thế gian. Mỗi vị Phật đều phóng đại quang minh,
đều quán căn cơ vì người nói pháp, vì tùy tuyên hóa quần sinh. Hương diễm các báu và bảo tạng, tất cả cho nghiêm mây thủ diệu, thảy đều rộng lớn, đồng hư không, đầy khắp mười phương các cõi nước. Hết thảy các hương báu và hoa báu, cùng với tất cả tạng báu, tất cả trang nghiêm đều là mây thủ thắng vi diệu. Hết thảy tất cả trang nghiêm đều rộng lớn như hư không, mà đầy khắp mười phương tất cả cõi nước. Mười phương ba đời tất cả Phật, hết thảy trang nghiêm diệu đạo tràng. Ở trong cảnh giới vườn rừng này, mỗi mỗi sắc tượng đều hiện rõ. Mười phương tất cả chư Phật ba đời, hết thảy trang nghiêm diệu đạo tràng. Ở trong cảnh giới rừng thẻ đa này, hiện rõ, thị hiện cảnh giới chư Phật mười phương. Tất cả phổ hiện các Phật tử, trăm ngàn biển kiếp cõi trang nghiêm, số đó vô lượng đồng chúng sinh, thảy đều thấy ở trong rừng này. Tất cả các đệ tử Phật học tập Bồ Tát Phổ Hiền, trong trăm ngàn vạn kiếp biển quá khứ, đều trang nghiêm cõi nước chư Phật, số lượng đó cũng nhiều như số chúng sinh, đều ở trong rừng thệ đa hoàn toàn nhìn thấy được rất rõ ràng. Bấy giờ các Bồ Tát đó nhờ tam muội quang minh của Phật chiếu đến, lập tức vào được tam muội như vậy. Mỗi vị Bồ Tát đều đắc được môn đại bi, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, lợi ích an lạc tất cả chúng sinh. Khi Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi nói xong bài kệ ở trên rồi, thì những vị Bồ Tát đó nhờ tam muội quang minh của Phật chiếu đến, đồng thời lập tức vào được tam muội như trên vừa nói. Mỗi vị Bồ Tát đều đắc được môn đại bi, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, dùng để lợi ích an lạc tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều hoan hỷ. Trong mỗi lỗ chân lông trên thân của Bồ Tát đều phóng ra quang minh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi quang minh đều hóa hiện ra các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Thần hình tướng các Bồ Tát đó, như các ông vua thế gian hiện khắp trước tất cả chúng sinh. Quang minh đó đầy khắp cùng mười phương pháp giới, đủ thứ phương tiện, giáo hóa điều phục. Trong mỗi lỗ chân lông trên thân của Bồ Tát đều phóng ra quang minh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi quang minh đều hóa hiện ra các đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Thân hình và tướng mạo các Bồ Tát đó như các ông vua thế gian hiện khắp trước tất cả chúng sinh. Quang minh đó và trí huệ đầy khắp cùng mười phương pháp giới, sau đó lại dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Hoặc hiện môn vô thường các cung điện trời nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn thọ sinh của tất cả chúng sinh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn tu hành của tất cả Bồ Tát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn cảnh mộng nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn đại nguyện của Bồ Tát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn chấn động thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn phân biệt thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn hiện sinh thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện môn vô thường các cung điện trời nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Nghĩa là nói, trừ thiền hưởng lạc thì không rốt ráo đều là vô thường bại hoại, hoặc thị hiện môn thọ sinh của tất cả chúng sinh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Chúng sinh sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, thọ sinh rồi liền phải thọ chết, hoặc thị hiện pháp môn tu hành của tất cả Bồ Tát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện pháp môn cảnh mộng nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện pháp môn đại nguyện phát ra của Bồ Tát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện pháp môn chấn động thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện pháp môn phân biệt thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thể hiện pháp môn hiện sinh thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn bố thí ba la mật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn tất cả như lai tù các công đức đủ thứ khổ hạnh chỉ giới ba la mật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn nhẫn nhục ba la mật cắt đứt trí thể nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn truyền tù tinh tấn ba la mật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn tất cả Bồ Tát tụ các tam muội thiền định giải thoát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn Phật đạo viên trí viên mãn trí quang minh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện môn bố thí ba la mật
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện pháp môn tất cả Như Lai tu các công đức, đủ thứ khổ hạnh trì giới ba la mật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện pháp môn nhẫn nhục ba la mật, cắt đứt trì thể, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện pháp môn truyền tụ tinh tấn ba la mật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện pháp môn tất cả Bồ Tát tu các tam muội thiền định giải thoát, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện pháp môn Phật đạo viên mãn trí huệ quang minh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn siêng cầu Phật pháp, vì một chữ một câu mà xả bỏ vô số thân mạng, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn gần gũi tất cả chư Phật, thưa hỏi tất cả pháp, tâm không hỏi nhàm, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn tùy các chúng sinh thời tiết ưa muốn, đi đến chỗ họ phương tiện thành thục, khiến cho họ trụ biển nhất thiết trí quang minh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện pháp môn siêng cầu Phật pháp, vì một chữ một câu mà xả bỏ vô số thân mạng, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện pháp môn gần gũi tất cả chư Phật, cùng nhau thưa hỏi tất cả pháp, tâm không mỏi nhàm, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện pháp môn tùy thuận tất cả chúng sinh thời tiết ưa muốn, đi đến chỗ họ ở phương tiện thành thục, khiến cho họ trụ biển nhất thiết trí huệ quang minh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật,